Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày 4 tháng 12 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bồi thường giải phóng mặt bằng trên 600 ha đất khu công nghiệp. Xây dựng và quảng bá sản phẩm OCOP. Khu làng nghề thị trấn Yên Mỹ chưa phát huy hiệu quả. Thôn Vân Nghệ, điểm trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng. Cảnh báo giả danh nhà mạng lừa đảo người dân. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ấn định tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 12 năm 2022, khai mạc lúc 8 giờ ngày mùng 8 tháng 12 năm 2022, tức thứ Năm, tại hội trường 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa chỉ số 10, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu giải pháp năm 2023 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ngày diễn ra kỳ họp đều được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên truyền hình trực tiếp. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. Từ đầu năm đến nay, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng được 612 ha đất khu công nghiệp, đạt trên 120% chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao trong năm 2022. Những khu công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh như khu công nghiệp Sạch, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Phố Đối A. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 10 dự án khu công nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 1,7 nghìn ha. Việc các dự án khu công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đã góp phần quan trọng để chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo xây dựng dự án theo tiến độ đăng ký, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư và tạo việc làm cho người lao động. Thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các sở ngành, đơn vị địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt, tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, nhất là phần diện tích còn vướng mắc về hồ sơ thủ tục. Mặc dù sản lượng giảm, song việc tiêu thụ cam Hưng Yên của bà con nông dân trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên đang diễn ra thuận lợi với giá bán cao gấp 1,5 lần so với năm trước. Phường Lam Sơn trồng trên 50 ha cam Hưng Yên, tập trung chủ yếu ở khu phố Kim Đằng. Do cây trồng lâu năm kết hợp với thời tiết bất thuận, thời điểm quả nhỏ đã làm ảnh hưởng tới sản lượng cam của phường. Ước vụ cam năm 2002 này, toàn phường thu 300 tấn quả, giảm trên 100 tấn so với năm 2021. Nhờ áp dụng trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp với đồng đất phù sa ngoài bãi sông Hồng nên cam cho mẫu mã đẹp, khi chín có màu vàng óng, vị thơm, ngọt, được thị trường ưa chuộng. Hiện bắt đầu vào vụ thu hoạch, cam chín đến đâu được khách hàng đặt mua luôn đến đó, giá cam đặt cao. Năm nay được cái mà giá thành nó cao, cam đẹp thì từ 30 đến 35 nghìn một cân. Năm ngoái thì cam đẹp chỉ 20 nghìn thôi. Chín đại trà mình cắt bán cho ô tô thì mình không phải đi chợ. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và các sở ngành chức năng đã kịp thời hỗ trợ cho các chủ thể mở rộng sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP, tạo thuận lợi cho quá trình tiêu thụ rộng khắp trên toàn quốc. Đây là buổi khai trương điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2022 do Sở Công Thương tổ chức, được truyền trực tuyến tới 5 điểm cầu là các siêu thị trong toàn tỉnh. Hoạt động này nhằm tuyên truyền quảng bá giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP đã được chứng nhận của tỉnh Hưng Yên đến với đông đảo khách hàng. Mục đích là kết nối giữa các doanh nghiệp cũng như các tổ chức cá nhân sản xuất các sản phẩm OCOP đến trưng bày và bán sản phẩm tại các điểm mà Sở Công Thương cũng đã hỗ trợ xây dựng. Cửa hàng chúng tôi là gần chợ, thế là được giới thiệu của
các anh sở công thương. Thế là chúng tôi sẽ đưa cái sản phẩm này đưa đến tay bà con nhân dân để tiếp cận được với các cái sản phẩm tốt nhất này của Hưng Yên mình sản xuất ra để thúc đẩy sản xuất được tốt hơn. Không chỉ bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, thông qua mạng xã hội, một số cửa hàng ở Hưng Yên đã sáng tạo trong việc quảng bá giới thiệu sản phẩm. Đây là mô hình cà phê kết hợp với giới thiệu bán đặc sản Phú Hiến là các sản phẩm OCOP, mật ong, lòng nhãn, hạt sen tại thành phố Hưng Yên. Khách hàng đến đây được giới thiệu các sản phẩm để mua về làm quà hoặc tặng cho bạn bè. Cửa hàng cà phê và bên cạnh đó nó kèm theo là showroom sản xuất sản phẩm của tỉnh để quảng bá giới thiệu những sản phẩm nông sản chất lượng cao OCOP của tỉnh Hưng Yên đến với bạn bè trong tỉnh cũng như từ đó là giới thiệu rộng hơn đến với những bạn bè ngoài tỉnh. Chỉ dẫn địa lý, tem chứng nhận sản phẩm đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm, chất lượng tốt cùng với mẫu mã đẹp là những điều mà các khách hàng hiện nay đang rất quan tâm đến sản phẩm. Và qua điện thoại thông minh, họ đều dễ dàng biết được. Đây cũng là những yếu tố mà các sản phẩm OCOP tại Hưng Yên đáp ứng được. Mọi người đều dùng cái mã QR để ra được địa chỉ và nơi sản xuất. Với sản phẩm OCOP của Hưng Yên này, tất cả là đều có ở trên mã QR thì đều chiết xuất ra được nguồn gốc rõ ràng và cụ thể. Thế nên là mọi người đều yên tâm để mua hàng. Hiện nay Hưng Yên đang có 140 sản phẩm được công nhận OCOP của hơn 50 chủ thể, trong đó 25 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Dự kiến trong tháng 12 này, các ngành chức năng sẽ tổ chức đánh giá xếp hạng và công nhận hơn 50 sản phẩm khác. Theo số liệu thống kê của Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ, Hưng Yên nằm trong top 10 địa phương có số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu nộp tại cục nhiều nhất trong giai đoạn 2011-2020. Song hiện nay, toàn tỉnh vẫn chưa có nhiều sản phẩm có chỉ dẫn địa lý và các nhãn hiệu cộng đồng được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Dự án cụm làng nghề thị trấn Yên Mỹ được đầu tư với mục đích chuyển các hộ sản xuất chế biến lương thực thực phẩm tại thôn Trai Trang thị trấn Yên Mỹ ra khỏi khu dân cư, giảm ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tiếng ồn. Nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có nhiều hộ chuyển ra khu tập trung. Thị trấn Yên Mỹ hiện có hơn 200 cơ sở sản xuất chế biến lương thực thực phẩm nằm trong khu dân cư. Trong giai đoạn 1, dự án cụm làng nghề thị trấn Yên Mỹ có hơn 100 hộ đã đăng ký thuê đất chuyển hoạt động sản xuất sang khu tập trung. Tuy nhiên đến nay, chỉ có gần 20 cơ sở sản xuất đã chuyển ra khu tập trung, chưa đạt 1/5 số hộ đã đăng ký. Trong đó đa phần vẫn đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng. Theo người dân, việc chậm trễ này do hệ thống điện lưới tại khu làng nghề vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thiện. Để xây dựng nhà xưởng hoặc sản xuất kinh doanh, các hộ phải tự kéo điện từ khu dân cư ra, khó khăn và bất tiện. Dù không còn giấy phép chứng nhận làng nghề, nhưng hiện nay tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào vẫn đang tồn tại khá nhiều cơ sở tái chế nhựa hạt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Hiện tại đây có hàng trăm hộ đang duy trì thu gom phế liệu, trong đó có hơn 100 hộ cơ sở tái chế nhựa. Sau khi tập kết phế liệu, các hộ tiến hành phân loại với toàn bộ rác thải nhựa sẽ được rửa, xay, nghiền và nấu thành các hạt nhựa. Trong quá trình này gây ra khá nhiều phiền toái cho đời sống hàng ngày của cả khu dân cư, cụ thể như xả nước bẩn từ các bể rửa ra môi trường, tiếng ồn lớn phát ra cả ngày từ các máy xay và nguy hại nhất là tình trạng khói, bụi và mùi khét. Tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay, người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết, thực tế nhiều hộ đã phải chuyển nhà đi nơi khác. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Điểm trạm y tế của thôn đảo Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho gần 1.400 hộ dân và là nơi làm việc của 4 cán bộ, nhân viên y tế. Tuy nhiên hiện nay, cơ sở hạ tầng của điểm trạm này đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khám chữa bệnh. Trạm y tế thôn Vân Nghệ được xây dựng từ năm 2001, gồm nhà cấp 4 có diện tích gần 60m2. Quy mô khám chữa bệnh có 3 phòng, gồm phòng trực, phòng điều trị và phòng dược. Tuy nhiên, hiện 2/3 phòng đều đã xuất hiện các vết nứt gãy ngang, thấm rột, nghiêm trọng mỗi khi trời mưa. Nắng ráo thì không sao, nhưng mà vào những ngày mưa bọn tôi rất vất vả. Vì là có 3 phòng đây thì 2 phòng rột,
phòng trực của bọn tôi đây là cũng bị dột tí tách ở trên giỏ giọt xuống. Cái lèn này nó phải ẩm mất mấy hôm sau nó mới khô được. Nhiều khi có một vài bệnh nhân xong lại người nhà bệnh nhân đến nữa, đâm ra là nó cơ sở nó chật trội này, ra vào người nọ va vào người kia ấy. Thế cho nên là cũng rất là khó khăn. Diện tích nhỏ, hệ thống trần, tường gạch đều đã hư hỏng nên các buổi tiêm chủng mở rộng hay thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian vừa qua, với lượng người dân đến trạm đông, các nhân viên y tế phải thực hiện nhờ cơ sở vật chất của nhà văn hóa thôn. Mỗi ngày, từ 5 đến 7 lượt người bệnh đến thăm khám. Khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nên công tác thăm khám chữa bệnh phải thực hiện trong điều kiện không đảm bảo về giường bệnh hay môi trường làm việc cho cả bệnh nhân và cán bộ, nhân viên y tế. Hiện tại nhân viên y tế ở đây là có 4 đồng chí, ngày có thể khám bệnh thông thường, sơ cấp cứu ban đầu có thể là 5 đến 10 bệnh nhân. Do là cái địa lý nó phức tạp thì đa số các người dân ở địa phương chúng tôi là không may bị tai nạn hoặc là các bệnh nghiêm trọng ấy, thì thường xuyên là phải đến trạm để sơ cấp cứu. Để chúng tôi cấp cứu thì đủ điều kiện để mới chuyển lên tuyến trên được, rất là khó khăn. Đặc biệt là cái vấn đề về cơ sở rất hạ tầng nó không đủ, diện tích cũng như là nó quá chật hẹp, nó xuống cấp quá là. Rất muốn là cống hiến tốt hơn nhưng mà do cái môi trường làm việc nó hơi bị thiếu thốn về có thể là chuyên môn cũng như là trang thiết bị dụng cụ cũng như là cơ sở vật chất hạ tầng. Do đặc thù về vị trí địa lý, cách xa trung tâm và các dịch vụ y tế nên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân ở thôn Vân Nghệ luôn đóng vai trò quan trọng. Do vậy, điểm trạm y tế thôn ở đây cần phải sớm được nâng cấp sửa chữa để thực hiện tốt công tác y tế tại nơi đây. Tính đến hết tháng 11 năm 2022, toàn tỉnh đã có trên 1 triệu lượt người khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021 và được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tổng số tiền gần 750 tỷ đồng, vượt gần 100 tỷ đồng so với dự toán được giao. Trong đó, chi khám chữa bệnh ngoại trú cho trên 900.000 lượt người với số tiền 300 tỷ đồng, chi khám chữa bệnh nội trú cho gần 150.000 người với tổng số tiền trên 450 tỷ đồng. Để đảm bảo sử dụng hiệu quả, quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tránh tình trạng chi phí tăng cao và vượt dự toán do Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thường xuyên tổ chức thanh tra kiểm tra các cơ sở y tế và kiểm tra bệnh nhân điều trị nội trú ngoài giờ hành chính. Qua đó đã phát hiện nhiều chi phí bất hợp lý, từ chối thanh toán với số tiền hàng tỷ đồng, đồng thời yêu cầu các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc việc gửi dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, có trách nhiệm tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và lịch sử khám chữa bệnh để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng thẻ bảo hiểm y tế gây thất thoát nguồn quỹ. Ngày 3 tháng 12, tại nhà thi đấu công ty cổ phần Than Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tranh các nội dung Seni biểu diễn và Tering đối kháng để giành 23 bộ huy chương của môn Bekaslat Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Ngày đầu tiên khởi tranh diễn ra các nội dung thi đấu vòng loại và chung kết nội dung Seni. Ở nội dung Sini đôi nam, cặp đôi vận động viên Võ Bình Phước và Đào Đức Hùng của đoàn Hưng Yên đã xuất sắc giành huy chương vàng. Nội dung Seni đồng đội nam, đoàn Hưng Yên giành huy chương đồng. Trong những ngày tới, đoàn vận động viên môn Bekaslat Hưng Yên sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung thi đấu và hứa hẹn mang về thêm những huy chương cho đoàn thể thao của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng giả danh các tổ chức cơ quan đơn vị đe dọa khởi tố và yêu cầu nộp phạt thời gian qua đã được khá nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng. Không chỉ là công an, đại diện tòa án, cảnh sát giao thông và mới đây nhất tại Hưng Yên còn xuất hiện đối tượng giả danh nhà mạng VNPT thông báo khách hàng đang chuẩn bị khởi tố vì tên đã bị sử dụng để đăng ký mạng Internet dùng để tổ chức đánh bạc. Ngày 1 tháng 12 năm 2022, chị Dương Thu Hương ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại 0798140043 theo hình thức hộp thư thoại tự động. Sau khi làm theo hướng dẫn, chị Hương đã được kết nối gặp và trao đổi trực tiếp với người tư vấn. Em ở tổng đài VNPT là vào ngày 6 tháng 8 năm 2022 là chị Hương ấy có đăng ký thêm một cái hợp đồng Wi-Fi cố định. Nhưng mà trong quá trình là chị Hương sử dụng Wi-Fi thì là bên cục an ninh mạng phát hiện là cái đường truyền Wi-Fi này là chị đang sử dụng cho việc là tổ chức cờ bạc qua mạng. Là trong 2 giờ nữa, bên nhà mạng VNPT là thành phố Hồ Chí Minh
buộc phải thực hiện chỉ ra pháp luật, cái này là lợi dụng wifi tổ chức cờ bạc qua mạng để thu lợi bất chính chị nhé. Đang rất là khá lo lắng và hoang mang. Tôi không dùng bất kỳ một cái dịch vụ gì của VNPT mà tôi lại nhận được cái cuộc gọi là xưng là ở trong VNPT, mà tôi thì tôi đang sinh sống ở Hưng Yên mà cuộc gọi này xưng danh ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế sau một hồi thì tôi định hình lại được thì tôi cảm thấy là cực kỳ bực mình về những cái cuộc gọi nó như thế này. Nó cảm giác như là đe dọa, mang tính rất là đe dọa và lừa đảo. Khi chúng tôi nhờ cơ quan chức năng kiểm tra số điện thoại trên thì được biết số điện thoại trên là cuộc gọi Internet và không phải đầu số của Việt Nam. Đại diện của VNPT cũng khẳng định số điện thoại trên hoàn toàn không phải số tổng đài VNPT của bất kỳ tỉnh thành nào trên cả nước. VNPT chỉ có một tổng đài số 18001166, tổng đài tại Hưng Yên số 02213567567. Chúng tôi xin khẳng định là VNPT không sử dụng các cái đầu số điện thoại cá nhân để thông báo về tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm về giao thông đối với khách hàng và người dân. Khi mà gặp các cái cuộc gọi như thế này thì khách hàng không nên nghe theo các cái lời hướng dẫn dụ dỗ của đối tượng, không chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu. Trên thực tế hiện nay, không chỉ có VNPT mà còn rất nhiều cơ quan, đơn vị bị các đối tượng mạo danh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua nhiều hình thức như gọi điện, nhắn tin, chiếm đoạt Zalo, Facebook. Nhiều trường hợp người dân đã bị sập bẫy đối tượng lừa đảo, mất hàng tỷ đồng. Nó gắn vào trực tiếp các cái cuộc gọi, các tin nhắn của các cái giới tội phạm mạng, các cái đơn vị mà đe dọa hoặc là khuyến mại. Và lúc đó là bản thân các cái người dân cũng như là bản thân các cái người mà tin vào cái chuyện đó mà không có cái xác minh lại cũng sẽ xảy ra cái tượng mất tiền. Như chúng tôi cũng đã có cái khuyến nghị và tư vấn cho cơ quan quản lý nên có cái sự tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân hạn chế cung cấp các cái thông tin cá nhân, đặc biệt là gắn vào các tài khoản ngân hàng cho các đối tượng mà chúng ta chưa có cái sự xác minh. Trong thời đại công nghệ số, các đối tượng lừa đảo qua công nghệ ngày càng tinh vi, dễ chiếm đoạt thông tin khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Do vậy, để tránh trường hợp bị lừa đảo, mỗi người dân nên cảnh giác với những cuộc gọi tin nhắn không rõ ràng, đồng thời chia sẻ cảnh báo với người thân, bạn bè và mọi người xung quanh về những phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Khoảng 22 giờ 5 phút đêm qua ngày 3 tháng 12, tại ngã tư giao nhau giữa đường DH13 kéo dài thuộc địa phận thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Vào thời gian trên, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 37H00909 kéo theo rơ móc 14R01322 do anh Phạm Đức Huy, sinh năm 1986, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình điều khiển theo hướng khu công nghiệp Phố Núi A về tỉnh Bắc Ninh, đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 89H7075. Trên xe có 4 người. Hậu quả, vụ tai nạn đã làm một nam giới tử vong tại chỗ. 3 người còn lại được đưa đến bệnh viện, trong đó có 2 nạn nhân được xác định đã tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được danh tính của 3 nạn nhân tử vong đều ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện Văn Lâm chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi động viên các trường hợp tử vong, bị thương, điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Trước đó, vào khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, cũng tại huyện Văn Lâm trên quốc lộ 5 đoạn qua chợ Đường Cái, một số người đi đường nhìn thấy nhóm thanh niên đi xe máy tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên quốc lộ 5 đã đâm vào xe tải đỗ ở ven đường. Hậu quả làm 3 thanh niên bị thương nặng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế.